Xin chào các bạn, hôm nay Song sẽ giải thích cho các bạn cái cách chụp hình một kiểu arc trên một cái nền đen giống thế này. Arc, art, art, arc. Cái câu này hơi kỳ không? Hôm nay Song sẽ xài một cái sản phẩm nước hoa để chụp hình này. Đầu tiên mình cần một cái miếng mica. Tiếp theo để cho mình có một cái gì để phục vụ cái sản phẩm của mình thì hôm nay mình chọn mấy cái hoa. Bạn có thể chọn cái gì khác cũng được, miếng sao nó phù hợp với cái sản phẩm của mình. Bây giờ mình vô cái thiết bị nha. Đầu tiên mình cần một cái strip box, cái đèn strip box giống thế này. Tiếp nữa mình cần một cái soft box vuông giống thế này. Và thêm nữa, mình cần một cái đèn RGB hoặc là một cái đèn màu giống thế này. Và cuối cùng nữa, mình cần cái phần nền giấy hoặc là cái backdrop màu đen giống thế này. Các bạn sẵn sàng chưa? Đầu tiên á, mình xài cái softbox vuông của mình á, để cho mình đặt nó vào cái chỗ thương hiệu để cho mỗi người đọc được. Tiếp theo á, mình có cái strip box của mình. Cái strip box nó cũng là một cái loại soft box, nhưng nó là cái chiều dài và nó rất là hẹp để cho cái đèn nó không có chia ra nhiều và nó chỉ ở một khung thôi. Nào bạn có thể thấy bây giờ là cái sản phẩm này cực kỳ khó để chụp hình. Tại vì cái sản phẩm của mình màu đen, cái nền mica của mình màu đen và cái phần nền giấy nó cũng là màu đen, thì làm sao để cho mình thấy được cái sản phẩm được và nó không bị chiếm vào cái nền giấy màu đen của mình. Xong sẽ giải thích nha. Mình xài cái đèn RGB của mình, mình đặt nó ở phía sau và ở trên. Bây giờ Xong có nguyên cái cây này, nhưng Xong không có xài nguyên cái cây, tại vì nguyên cái cây nó có thể làm mình rối quá. Thì bây giờ Xong bẻ vài cái ra và Xong đặt nó một cái kiểu là để cho mình có một cái gì ấn tượng một chút xíu ở trong cái hình của mình. Bây giờ mình bắt đầu chụp hình, nhưng bạn có thể thấy ở đây là nó có một cái vấn đề ở đây. Không phải tất cả cái gì ở trong cái hình của mình nó rõ và nó có nét. Hôm nay thì mình chụp 3 cái tấm hình để lại nét ở 3 chỗ khác nhau và mình động ghép nó vào. Cái này gọi bằng focus stacking. Thì Xong giải thích ở trong một cái video khác để cho các bạn hiểu. Nhưng hôm nay thì Xong làm cái này để cho mỗi người thấy cái cách chụp hình thôi. Đẹp chưa các bạn? Xong hy vọng là sau khi xem cái video này, các bạn có thể suy nghĩ cái cách khác để làm cái sản phẩm của mình có nó ấn tượng hơn một chút xíu. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ ủng hộ Xong bằng cái cách chia sẻ và đăng ký trên YouTube của Xong để Xong có nhịp để làm tiếp để giúp các bạn chụp hình, quay phim sản phẩm. Cảm ơn các bạn. Xin chào.